tối thứ hai hàng tuần, cà phê 24 giờ. Một chương trình thể thao mới trên kênh Thể thao HD tin tức. Với bình luận viên bóng đá Nguyễn Đức Hùng và nhà báo thể thao Phan Đăng. Một chương trình bình luận mới lạ, đa diện nhưng cũng đầy tính nhân văn về các vấn đề thể thao trong nước và thế giới. Cà phê 24 giờ, cầu nối giữa các chuyên gia và người hâm mộ. Cùng chia sẻ và gợi mở các chủ đề thể thao được quan tâm. Cà phê 24 giờ, những câu chuyện từ các trang báo hay là chương trình của các nhà báo thể thao về các vấn đề thời sự thể thao. Đây là chương trình Cà phê 24 giờ với hai nhà báo thể thao Đức Hùng và Phan Đăng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Như vậy là sau Tết Nguyên đán thì cách đây ít hôm, đội tuyển bóng đá Việt Nam và U23 Việt Nam đã được triệu tập cho một chiến dịch có thể nói là quan trọng nhất năm 2015 này. Đối với đội tuyển lớn thì đó là vòng loại World Cup 2018, còn đối với đội tuyển nhỏ hơn, đội tuyển U23 thì đó là chiến dịch SEA Games tại Singapore với giấc mơ vàng vẫn còn dang dở. Chương trình này chúng tôi sẽ tập trung bàn luận về giấc mơ vàng, cơ hội của đội tuyển U23 Việt Nam, về huấn luyện viên trưởng Miura và tất nhiên chúng tôi cũng có phân tích các cơ sở để có thể biến những ước mơ của người hâm mộ Việt Nam trở thành hiện thực. Tất nhiên, thưa nhà báo Phan Đăng, bên cạnh vấn đề chuyên môn thì tôi và anh sẽ còn phân tích về nhiều vấn đề khác nữa ngoài bóng đá, kể cả một cái chủ đề mà anh tâm huyết hiện nay, đó là vai trò của các huấn luyện viên, các triết lý của các huấn luyện viên đương đại trong thời điểm hiện nay. Nhưng trước khi đi vào những phần chính, tôi muốn hỏi luôn anh một câu. Khi đội tuyển U23 chuẩn bị thi đấu SEA Games thì anh nghĩ rằng cơ hội của chúng ta tại giải sắp tới như thế nào? Đây là câu hỏi tôi cũng đã hỏi rất nhiều nhà báo trong cái buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam tại Mỹ Đình. Tôi nghĩ rằng là cơ hội của chúng ta cực kỳ khó khăn. Thế còn nếu như anh hỏi một câu cụ thể hơn ý, là anh nghĩ rằng là chúng ta có vô địch được không ý, thì tôi nghĩ chúng ta không vô địch được. Để đi đến vinh quang thì là cả một quãng đường dài. Điều đó yếu tố phụ thuộc vào yếu tố nội lực là chủ yếu, nhưng cũng cần rất nhiều yếu tố ngoài khác nữa, trong đó có may mắn. Chúng ta phải biết mình là ai và mình đang ở đâu. Đây là bài toán rất nan giải đối với huấn luyện viên người Nhật Miura, mặc dù ông đã có thời gian làm việc tại Việt Nam đến một năm. Và bây giờ chúng ta hãy xem một phóng sự đầu tiên về buổi tập đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam. Ngày đầu tiên hội quân của cả hai đội tuyển bóng đá nam, các tuyển thủ trẻ U23 được tập trung tại sân của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF dưới sự giám sát của trợ lý Trần Công Minh. Còn huấn luyện viên Toshiya Miura trực tiếp chỉ đạo các đàn anh ở tuyển quốc gia tại sân tập Mỹ Đình. Ngày đầu tập trung nên những bài tập của các tuyển thủ trẻ chủ yếu là khởi động giãn cơ, khác với những bài tập thể lực nặng so với lần tập trung trước đó, bởi V-League cũng vừa mới kết thúc. Dạ thì bọn em cũng trải qua những trận đấu hầu như là gần hết V-League lượt đi rồi, nhưng mà cũng cảm thấy thì thể lực và của em và đúng nghĩ là sẽ tốt hơn để chuẩn bị bước vào một giải mới là SEA Games tới, thì bọn em sẽ cố gắng. So với những lần tập trung trước, U23 Việt Nam không có nhiều thay đổi. Một số vị trí mới được bổ sung như thủ môn Minh Toàn của Tây Ninh, hậu vệ Ngọc Thịnh của Hải Phòng, còn Đức Lương được gọi thay thế cho Văn Dũng, Hà Nội T&T. Những gương mặt quen thuộc với tuyển Olympic Việt Nam tại vòng loại U22 châu Á và ASEAN đều đã có mặt. Việc quán xuyến cả hai đội tuyển cùng một lúc là điều mà giới truyền thông cũng như người hâm mộ quan tâm nhất trong lần tập trung này của ông Miura. Tôi quán xuyến đồng thời cả hai đội tuyển. Nếu tôi làm việc với đội tuyển quốc gia, các trợ lý sẽ thay tôi phụ trách đội tuyển U23 quốc gia theo giáo án mà tôi đưa ra. Họ cũng sẽ phải có trách nhiệm báo cáo cụ thể với tôi về kết quả của các bài tập mà họ đảm nhiệm. Theo quan điểm của tôi thì chuyện một huấn luyện viên dẫn dắt hai đội tuyển là bình thường, cũng có những khó khăn nhất định. Cũng giống như đội tuyển Thái Lan, huấn luyện viên của họ cũng phải dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội Olympic tham dự SEA Games. Và có một cái mà mọi người chắc là hơi ít để ý, tức là trong cái lịch để phân công ấy, thì là ông Miura ông ấy đưa ra những cái khung, tức là cứ đội nào mà tập về chiến thuật thì là ông sẽ có mặt ở đội đó. Và tôi nghĩ là đấy cũng là một cái cách mà để cho ông có thể là quán xuyến được tất cả các mảng công việc. Và tôi cho là cái khả năng liên thông như thế nó cũng là một cái làm việc tương đối là khoa học. Và nếu mà chúng ta nhìn sang Thái Lan thì chúng ta thấy là Kiatisak bây giờ cũng làm giống hệt như ông Miura thôi. Với phong cách trầm tĩnh, huấn luyện viên người Nhật Bản luôn thực hiện các bài tập thể lực cùng với các học trò. Bộ khung của tuyển U23 Việt Nam có lẽ đã được ông định hình sẵn. Trận giao hữu với tuyển U23 Hàn Quốc sắp tới tại Mỹ Đình có thể sẽ được huấn luyện viên người Nhật Bản này thử nghiệm một số vị trí mới. Còn những con bài chiến thuật của ông sẽ được cất giấu. Vì thế,
những buổi tập chiến thuật của U23 Việt Nam hay tuyển quốc gia có thể đều là tập đóng, không có giới truyền thông. Thưa anh Phan Đăng, chúng ta sẽ mở đầu buổi bình luận cà phê 24 giờ ngày hôm nay bằng một câu hỏi, đó là huấn luyện viên Miura luôn gây bất ngờ cho không chỉ các cầu thủ mà người hâm mộ bằng những cách làm việc của mình, trong đó một trong bất ngờ nhất đó là cái tiêu chí chọn cầu thủ. Lần này thì qua cái danh sách tuyển chọn, anh có cảm thấy bất ngờ gì từ huấn luyện viên người Nhật này không? Chúng ta biết rằng là ngay từ khi sang Việt Nam ấy thì ông Miura đã tạo chúng ta cả một núi bất ngờ rồi. Bất ngờ từ ngay cái buổi tập đầu tiên khi mà trời Hà Nội rất là nóng, nhưng ông ấy vẫn xỏ giày, ông ấy chạy cùng các cầu thủ. Và cái buổi tập đầu tiên của năm 2014 đấy, nhiều cầu thủ thì mệt bở hơi tai ra, nhưng ông thầy hơn 50 tuổi vẫn chạy khỏe và chạy dẻo. Thì đấy là một cái bất ngờ tôi cho rằng là cực kỳ lớn của ông ý. Thế còn trở lại câu hỏi của anh Hùng về cách dụng nhân ấy, thì cũng từ 2014 đấy, cả một lô những bất ngờ đã xuất hiện. Chúng ta biết rằng thì ông thầy trước thì phải dùng Vũ Phong, phải dùng Quốc Anh, những cái cầu thủ công thần của bóng đá Việt Nam, những cái cầu thủ mà đóng vai trò quan trọng trong cái chức vô địch F-Cup năm 2008 của Henrique Calisto. Nhưng Miura thì không. Xin lỗi, thậm chí Huỳnh Quốc Anh cũng là đang giữ quả bóng vàng Việt Nam. Chính xác, Huỳnh Quốc Anh của bóng vàng Việt Nam nhưng cùng vẫn bị loại. Và tôi lấy ví dụ như ngay cả Trọng Hoàng chẳng hạn. Trọng Hoàng cũng là một cái cầu thủ mà rất nhiều đời huấn luyện viên Việt Nam yêu mến và xây dựng trở thành một cái mắt xích rất là quan trọng ở hàng tiền vệ. AFF Suzuki Cup 2014 ý, thì Trọng Hoàng cũng là người bị loại ở phút cuối cùng. Thế cho nên là mỗi một ông thầy có một cái triết lý riêng. Và cái cách dụng nhân của ông Miura ấy tạo chúng ta một sự bất ngờ, vì tôi thấy mấy điểm sau đây. Thứ nhất ý, là ông thích dùng cầu thủ đa năng. Rất thích dùng cầu thủ đa năng, tức là một cầu thủ có thể phải đá được ở nhiều vị trí. Thứ hai nữa ý, là trong quan điểm của ông ý thì không có chuyện công thần. Không có chuyện là anh tên là Công Vinh thì nghiễm nhiên anh đá chính. Không có chuyện anh tên là Tấn Tài, anh đeo cái băng đội trưởng thì nghiễm nhiên anh được vào sân. Mà trong từng trận đấu, từng bối cảnh, từng hoàn cảnh, ai có phong độ tốt nhất và phù hợp với triết lý của ông ý nhất thì được vào sân. Và đến bây giờ thì chúng ta đã quen với cái kiểu dụng nhân của ông ý rồi. Và khi mà chúng ta đã quen rồi thì cái danh sách của đội tuyển Việt Nam mới đây và cả đội tuyển U23 Việt Nam nữa thì cá nhân tôi lại không bất ngờ, bởi vì chúng ta đã quen với cái kiểu dụng nhân của ông ấy rồi. Vâng, vừa rồi mọi người cũng bình luận rất nhiều về một số những cầu thủ được gọi lên. Tất nhiên theo triết lý và cách nhìn người của Miura thì ông có lý của mình. Nhưng bị bình luận được các nhà báo chúng ta bình luận là rất nhiều cầu thủ chân gỗ, như cầu thủ từ Hải Phòng, rồi Chí Công và thậm chí cả Michan Nguyễn. Tôi phải mở ngoặc ngay là cái danh sách mà đội tuyển U23 vừa rồi ấy, mà có 30 cầu thủ ấy, thì là hoàn toàn ông Miura ông ấy chấm. Ông ấy đi dự các trận đấu của V-League và ông chấm ra 30 cầu thủ. Nhưng cái danh sách của đội tuyển Việt Nam ấy thì 19 cầu thủ đấy không hoàn toàn do Miura chấm. Mỗi một huấn luyện viên người ta cần một triết lý, và những con người đấy phải phù hợp với triết lý của người ta. Và chúng ta thì không phải là người ta, cho nên mọi bàn xét về mặt là cầu thủ này có phù hợp hay không, cầu thủ này có chân gỗ hay không, theo tôi là một cái bàn xét nó chỉ mang tính chất cực kỳ tương đối và phiến diện. Thế còn ông Miura, ông ấy có lý, ngay cả khi ông ấy gọi những cầu thủ mà anh Hùng dùng một cái từ là chân gỗ, vẫn có cái lý của ông ấy. Theo bình luận của tôi, quan điểm của tôi thấy rằng là gần như là đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games sắp tới đã được định hình xong và gần như không sự thay đổi nữa. Anh có chung với quan điểm đấy không? Không, anh đừng tin như thế. Anh tin như thế thì có nghĩa là anh cũng chưa hiểu hết con người của Miura. Tôi lấy ví dụ như ở vòng loại cái giải U23 vừa rồi ấy, ở Malaysia thì chúng ta có 10 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Có 10 cầu thủ, lúc đầu là gọi 9 cầu thủ, sau đó gọi bổ sung lên 4 cầu thủ nữa thì trong đó có một cầu thủ Hoàng Anh. Tức là cái giải đó có đến 10 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng mà đến bây giờ thì cầu thủ Anh Gia Lai chỉ còn 7 người thôi. Chỉ còn 7 người thôi. Và về mặt số lượng thì cầu thủ Anh Gia Lai vẫn là những cái cầu thủ mà áp đảo đội tuyển. Không có một câu lạc bộ V-League nào mà góp quân cho U23 nhiều như Hoàng Anh Gia Lai bây giờ. Thế nhưng mà rất là nghịch lý, chúng ta thấy đấy là số lượng thì nhiều nhưng mà khả năng cạnh tranh được bao nhiêu? Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, nhưng mà chỉ có một mình anh Công Phượng là có vẻ sẽ chắc suất ở hàng tiền đạo. Thế còn tất cả 6 cầu thủ Hoàng Anh còn lại rất nhiều khả năng ngồi dự bị. Ngược lại, Sông Lam ít hơn Hoàng Anh, nhưng Sông Lam lại cho người ta một cái cảm giác là cái con người đóng góp ở trong bộ khung của đội tuyển nhiều hơn. Ví dụ như Quế Ngọc Hải, ví dụ như Mạnh Hùng, ví dụ như Hoàng Thịnh. Đó, thế thành thử ra trong một cái bài viết của tôi có viết là cái lượng Hoàng Anh, cái chất Sông Lam và cái triết lý Miura nó đang hình thành nên một cái diện mạo mới ở đội tuyển U23 Việt Nam đợt này. Nhưng mà đấy cũng chỉ là cái suy đoán của tôi thôi. Thế thành thử ra trở lại với U23, với cái kiểu cầm quân như Miura ấy, thì mọi suy đoán, mọi dự đoán của chúng ta đều có nguy cơ trở nên việt vị. Chúng ta cũng có thể việt vị, nhưng mà theo cái nhận định của chúng tôi thì đội tuyển
U23 lần này có đóng góp của rất nhiều các cầu thủ tuyển thủ quốc gia đã từng tham dự AFF Cup cách đây nửa năm và gần như đội hình đấy đã được hình thành. Tất nhiên đây là bình luận của chúng ta. Hàng tiền vệ chúng ta thấy chắc chắn là Thanh Hiền là cánh phải, cặp trung vệ giữa Quế Ngọc Hải rồi Bùi Tiến Dũng, cánh trái là Mạnh Hùng của Sông Lam Nghệ An. Ở giữa chắc chắn sẽ có Võ Huy Toàn, sẽ có Huy Hùng, rồi là Hoàng Thịnh là những người trụ cột của đội tuyển quốc gia. Và ở trên không ai khác ở vị trí trung phong như Mạc Quân và Công Phượng. Thì đấy là những cái ý tôi muốn nói là với những gương mặt, những con người sáng giá nhất được chui rèn như vậy, thì cơ hội của những cầu thủ khác có thể chen chân vào cái đội hình như vậy không? Mặc dù là như chúng ta đã thống nhất là triết lý của Miura là những cái tên không quan trọng và phong độ tại thời điểm hiện tại mới có tiếng nói quyết định. Tôi nghĩ rằng là về mặt bộ khung dự đoán ý, thì có thể anh Hùng dự đoán đúng. Nhưng mà cái đúng đấy nó cũng không có nghĩa rằng là cái khả năng cạnh tranh của những người khác là không còn đâu. Tôi nghĩ rằng là với một người như Miura, một cái người mà theo triết lý kỷ luật điển hình của người Đức ý, vì tôi mở ngoặc là ông Miura có một thời gian dài tu nghiệp ở Đức. Đấy, chúng ta cũng phải mở ngoặc để nói thêm hơi dài một tí là khi chúng ta mời một thầy Nhật Miura sang ý, thì chúng ta cứ tưởng rằng là để mang cái văn hóa Nhật đến bóng đá Việt Nam. Nhưng mà thật ra cái văn hóa Đức của Miura lại nhiều hơn. Ông ấy tu nghiệp ở Đức mà. Và với một cái người theo cái trường phái kỷ luật và dụng binh tuyệt đối dựa trên phong độ của từng thời điểm, thì tôi vẫn cứ nghĩ rằng là cái cửa cạnh tranh của những cái vị trí khác mà anh Hùng chưa nhắc đến trong cái đội hình mà anh dự kiến ấy, hoàn toàn có một cửa cạnh tranh rộng lớn. Tôi lấy một ví dụ nhé, Hoàng Lâm chẳng hạn. Hoàng Lâm là một trung vệ cao 1m90 của Đồng Tâm Long An. Ấy, vừa rồi thì cái phút cuối khi mà đội tuyển lên đường đi Malaysia dự cái vòng loại U23 châu Á ấy, thì anh ấy bị chấn thương, anh ấy không tham dự được. Nhưng bây giờ anh ấy đang chữa chấn thương. Và nếu như chấn thương anh kịp bình phục, thì cái việc mà tôi cho rằng là Hoàng Lâm cạnh tranh một cái suất trung vệ ở đội tuyển U23 là hoàn toàn có thể. Và Miura thì rất thích những cái mẫu trung vệ cao, to, khỏe khoắn. ASEAN 17, cái giải đấu đầu tiên ông cầm quân ở đội tuyển Việt Nam ấy, ở Olympic Việt Nam ấy, ông ấy dùng hàng loạt những cầu thủ có chiều cao tốt. Thế thì một trung vệ như Hoàng Lâm cao 1m90 mà bình phục chấn thương thì hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với những Tiến Dũng, những Quế Ngọc Hải, những Mạnh Hùng, hoàn toàn có khả năng. Và như thế cho nên tôi cho rằng là cái cánh cửa của những cái nhân tố mới là cực kỳ sáng nước. Vâng, xin cảm ơn anh Phan Đăng. Thưa quý vị và các bạn, các trang báo từ nay cho đến cuối tháng này và sang tháng 6 sẽ đề cập rất nhiều về hành trình của đội tuyển U23 Việt Nam tại Singapore sắp tới. Chúng ta vừa trao đổi với góc nhìn của nhà báo Phan Đăng, một khách mời thường xuyên của Cà phê 24 giờ. Còn bây giờ chúng ta hãy theo dõi các trang báo để xem các góc nhìn, các bình luận của các nhà báo khác về hành trình của đội tuyển U23 Việt Nam thời gian tới sẽ ra sao. Đối với bóng đá Việt Nam, chiếc huy chương vàng SEA Games là một giấc mơ dang dở, một cuộc hành trình kéo dài hơn 2 thập kỷ mà vẫn chưa tới được đích. Bắt đầu trở lại với đấu trường SEA Games từ năm 1991 ở SEA Games 16, nhưng phải sau đó 4 năm, bóng đá Việt Nam mới đạt được dấu ấn đầu tiên với chiếc huy chương bạc, cùng với đó là khát vọng vượt qua người Thái. Ở SEA Games trên đất Thái Lan năm 1995, đội tuyển Việt Nam đã có 2 lần thất bại trước chủ nhà, với tỷ số 1-3 ở vòng bảng và trong trận chung kết với tỷ số 0-4. 4 năm sau, khi mà thế hệ vàng của bóng đá nước nhà đang ở độ chín, chúng ta đã tạo ra một cuộc đua thú vị với người Thái ở vòng đấu bảng. Hai đội đã thi nhau dội mưa gôn vào các đội bóng còn lại trong bảng đấu và dắt tay nhau vào vòng bán kết với hiệu số bàn thắng thua ấn tượng dương 19 và dương 13. Đó cũng là lần đầu tiên chúng ta có điểm trước người Thái ở vòng bảng. Lúc đó, hy vọng lật đổ người Thái đã được nhen nhóm, nhưng trong trận chung kết, một lần nữa, đội tuyển Thái Lan lại bản lĩnh hơn với chiến thắng 2-0. Người ta nói rằng SEA Games năm 2003, bóng đá Việt Nam hội tụ mọi yếu tố để vô địch, từ sân nhà, cổ động viên nhà đến một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng, nổi bật là Văn Quyền. Cũng chính tiền đạo được coi là thần đồng của bóng đá Việt Nam đã giúp cho chúng ta lần đầu tiên dẫn trước người Thái ở đấu trường SEA Games trong trận đấu ở vòng đấu bảng. Tuy nhiên, kết thúc trận đấu này, chiến thắng vẫn chưa đến. Gặp lại nhau trong trận chung kết trên sân Mỹ Đình, Văn Quyền một lần nữa giúp thủng lưới người Thái, nhưng từng đó là chưa đủ để giữ chiếc huy chương vàng ở lại với Việt Nam. 2 năm sau, ở Philippines, một lần nữa hai đội gặp nhau trong trận đấu cuối cùng, và lại một lần nữa người Thái giành chiến thắng với cú hat-trick của Terathep Winothai. Cho đến thời điểm hiện nay, nghĩa là hơn 20 năm kể từ ngày tham dự SEA Games, bóng đá Việt Nam vẫn chưa từng một lần đánh bại Thái Lan ở đấu trường này. Chúng ta hãy đánh giá về lịch thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam để có những cơ sở trong một
trong một hành trình mà có những đối thủ rất là mạnh là U23 Malaysia và U23 Thái Lan, chúng ta được cho rằng là lịch thi đấu thuận lợi khi chúng ta bắt đầu ngày 29 tháng 5 trận đấu đầu tiên gặp Brunei, và đặc biệt là đội tuyển Thái Lan ở trận đấu cuối cùng vòng bảng ngày 10 tháng 6, và điều đó được cho là sẽ chúng ta có nhiều con tính hơn trong cái bước đường, cái việc để đạt đến mục tiêu đầu tiên là vào bán kết trước. Vâng, nếu như chúng ta thắng được Brunei, chúng ta thắng được Malaysia thì cái cánh cửa cuối cùng của chúng ta với Thái Lan ấy nó rất là dễ thở. Nhưng mà thắng Malaysia có dễ không? Tôi phải hỏi ngược lại anh Hùng là theo anh thắng Malaysia có dễ không ạ? Theo tôi là 50-50. Và bản thân những trận đấu của tại vòng loại vừa qua khi mà chúng ta thắng 2-1 cũng chưa nói lên được điều gì, bởi vì tôi biết rằng họ đã chuẩn bị hai đội tuyển cho hai mục tiêu khác nhau. Chính xác. Cái trận đấu mà chúng ta thắng 2-1 với cái phong độ xuất sắc của anh Công Phượng ở cái vòng loại giải U23 châu Á vừa rồi ý, là một trận đấu mà Malaysia sử dụng một đội hình tôi gọi là U23B. Đấy, nó có một cái chuyện vui thế này. Chuẩn bị cho cái giải đó thì thầy trò Việt Nam sang Thái Lan đá giao hữu với U23 Thái Lan. Và nghe tin là U23 Malaysia họ cũng đá giao hữu với Triều Tiên ở Bangkok. Thế là thầy trò Việt Nam mới đi xem U23 Malaysia đá để hy vọng là bắt bài họ rồi đọc tình huống họ. Và quả thật là xem thật. Nhưng mà sau đấy mới việt vị họ ra biết là ô, cái U23 Malaysia của ông Ốc Kim Suy ở Bangkok đó nó lại không dự cái giải U23 ở trên thủ đô Kuala Lumpur. Như vậy là gì? Cái đội U23 mà dự cái giải vừa rồi mà chúng ta thắng 2-1 ý, là một đội U23 Malaysia cực kỳ yếu kém. Và chúng ta xem đấy thì tôi hoàn toàn đồng tình, nếu anh Hùng dùng lại cái từ anh Hùng dùng ban đầu ý, đây là đội Malaysia chân gỗ. Thế còn U23 Malaysia của ông Ốc Kim Suy ý, thì không chân gỗ đâu. Cái thông tin tôi mới được biết thì là ông ấy mới gọi một cái cầu thủ 19 tuổi tiền đạo được đào tạo ở Brazil vào đội tuyển. Ông ấy lại mới gọi một cái cầu thủ mà có gốc Australia vào đá trung vệ. Và cái đội tuyển U23 Malaysia này này được tập trung một kế hoạch cực kỳ dài hạn. Và ông Kim Suy ông tuyên bố rằng là mặc dù rất là khó khăn, nhưng với một cái sự tập trung như vậy thì đội tuyển của ông ý hoàn toàn có khả năng cạnh tranh một trong hai cái vé đầu bảng để vào bán kết. Thành thử ra cái trận đấu mà quyết chiến chiến lược với Malaysia ấy, tôi cho rằng một trận đấu cực kỳ khó khăn với chúng ta. Vâng, điều đó cũng có nghĩa là chúng ta lại một lần nữa coi Thái Lan lại vượt trên chúng ta một bậc giống như cách đây 15-20 năm về trước. Anh nói đến Thái Lan tự nhiên có một nỗi ám ảnh trở về trong lòng tôi. Chúng ta nhớ rằng là những năm 90 của thế kỷ trước ấy, cứ nhắc đến Thái Lan thôi là Việt Nam lúc đấy run lên trong lĩnh vực bóng đá. Anh Hồng Sơn một lần tôi ngồi với anh ấy kể một cái kỷ niệm. Đó là cái trước cái trận bán kết Tiger Cup năm 1996. Thì cái buổi tập cuối cùng mà chuẩn bị cho trận bán kết đấy, thầy Vegang mới gọi cả đội lại, không nói gì về chuyên môn cả, mà kể những cái câu chuyện vui vẻ, cười đùa, để hy vọng là các cầu thủ rất là nhẹ nhõm tâm lý hôm sau vào đá với Thái Lan. Và Hồng Sơn hồi đấy có kể với tôi là nghe chuyện thì rất là nhẹ nhõm, và ai cũng nghĩ là hôm sau vào gặp Thái Lan thì sẽ rất là thoải mái. Nhưng mà bóng lăn rồi, còi vang lên rồi thì chúng ta run bần bật, và trận đó chúng ta thua 2-4. Cho nên Thái Lan với chúng ta là một nỗi ám ảnh dài. Cái thời mà ông Nguyễn Danh Thái còn làm chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ấy, có một lần ông Thái họp Quốc hội trả lời chất vấn, và ông đã bị một câu hỏi là đến bao giờ chúng ta thắng Thái Lan. Cái câu hỏi đấy từng xuất hiện trong một cuộc họp Quốc hội ở Việt Nam, thì nó cho thấy là Thái Lan là nỗi ám ảnh khủng khiếp của chúng ta như thế nào. Thế thì nhưng mà vừa rồi chúng ta xuất hiện một cái lứa U19 của anh Ba Đức mà được đào tạo ở GMG. Và chúng ta đã giành chiến thắng ở các giải trẻ. Và cái U19 này toàn thắng Thái Lan. Cái trận đấu đầu tiên mà U19 này trình làng là thắng Thái Lan 3-2 ở cái giải vô địch U19 Đông Nam Á năm 2013. Và 2014 chúng ta gặp lại Thái Lan ở bán kết giải U22 Đông Nam Á Brunei, chúng ta lại thắng họ. Và Thái Lan đối cay cú chúng ta lắm. Ông huấn luyện viên trưởng U19 Thái hồi đấy cứ nói đến U19 Việt Nam một cái là ông ấy rất là bức xúc. Và chính vì U19 Việt Nam toàn thắng U19 Thái Lan, cho nên chúng ta có một cái cảm giác rằng à, gió đổi chiều rồi, bóng đá Việt Nam đã đến thời đi qua đẩy Thái Lan lại phía sau. Nhưng mà thật sự gió có đổi chiều không? Thì anh nhìn U19 Hoàng Anh Gia Lai khi mà trở về đá V-League vừa rồi, anh sẽ có câu trả lời. Và gió có đổi chiều không thì anh nhìn cái trận giao hữu U23 Việt Nam thua U23 1-3 Thái Lan 1-3 trong cái quá trình chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2014 ấy, vừa rồi anh sẽ có câu trả lời. Và câu trả lời xác đáng nhất là ngày 24 tháng 5 tới đây thì đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan ở Bangkok trong cái khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Và sau đó nữa thì cái trận đấu chúng ta đang nói đến đây là cái trận U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở SEA Games. Thì tôi hy vọng là hai cái trận gặp cực kỳ quan trọng, cực kỳ sống còn này
bóng đá Việt Nam không bị trở về một cái nỗi ám ảnh, đó là một nỗi ám ảnh sợ Thái, giống như thế hệ của Sơn Công Chúa thời những năm 90 của thế kỷ 20. Vâng, đấy như phân tích của anh, và nhân anh Phan Đăng đang nói về những ám ảnh tâm lý và lo ngại một cái sự ám ảnh dưới cơ Thái Lan trong trận đấu trong sắp tới đây, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn xem lại những lần gặp gỡ trước đây tại đấu trường SEA Games giữa đội tuyển quốc gia trước đây và tuyển U23 Việt Nam sau này thi đấu với đối thủ là Thái Lan. Đội tuyển quốc gia và U23 tập trung cùng lúc gần như thu hút mọi sự quan tâm. Trên các trang báo, dày đặc những bài viết với những vấn đề, những câu chuyện liên quan tới hai đội tuyển. Tờ Thể thao 24 giờ đưa ra quan điểm của mình với bài viết "Ông Mira đang đánh bạc" của tác giả Trúc An. Trong bài viết này có đoạn: khi nhìn vào danh sách đội tuyển quốc gia, ngay chính những tuyển thủ cũng ngạc nhiên và không hiểu. Bất ngờ hơn, bản thân huấn luyện viên Mira cũng tỏ ra không hài lòng và an tâm với những gì đang có trong tay. Khi được hỏi về bản danh sách gây nhiều tranh cãi và vấn đề nhân sự cho vòng loại World Cup 2018, ông thầy người Nhật cho biết tất cả đã nằm trong tính toán, nhưng cũng thừa nhận đây là một canh bạc. Về ý kiến lo ngại những hạn chế trong việc chuẩn bị do quãng thời gian quá ngắn lại khoác áo cả đội tuyển Việt Nam lẫn U23 Việt Nam, huấn luyện viên Toshiya Miura tỏ ra khá tự tin về lộ trình đã vạch ra. Tôi không quá lo ngại về vấn đề này, hầu hết những cầu thủ của cả hai đội đều từng làm việc với tôi gần một năm qua nên họ sẽ không gặp khó khăn với khâu thích nghi. Hàng công của đội tuyển quốc gia cũng nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt. Tác giả Tùy Phong cũng đã có bài viết với tiêu đề "Nếu Công Phượng đã cặp với Công Vinh" trên tờ Thể thao Văn hóa. Trong bài viết này có đoạn: cùng ở độ tuổi với Công Phượng, Đặng Phương Nam từng lên tập trung với đội tuyển và chơi Tiger Cup 1996. Vài năm sau đó, tại Tiger Cup năm 2002, đến lượt Văn Quyến mới 18 tuổi góp tiếng nói. Và tất cả chúng ta đều biết, Công Vinh từng giành cú đúp danh hiệu cá nhân dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất cùng quả bóng vàng Việt Nam năm 2004 khi Vinh mới 19 tuổi. Văn Quyến, Công Vinh sẽ không thể phát triển, không thể có được danh hiệu quả bóng vàng nếu không được tin tưởng. Tiền lệ là do chúng ta tạo ra và quan trọng là nó cần thiết và hiệu quả. Lại đưa ra một góc nhìn khác trong bài phỏng vấn với huấn luyện viên Mira với tựa đề "Huấn luyện viên Mira nói gì về các cầu thủ?" Trong bài viết này có đoạn: theo tiết lộ của huấn luyện viên Miura, một số cầu thủ của đội U23 sẽ được đôn lên đá cho đội tuyển ở trận đấu với Thái Lan vào ngày 24 tháng 5. Đừng nghĩ đó là các tiền đạo. Không bao giờ có chuyện Công Vinh đá cặp với Công Phượng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cà phê Thể thao 24 giờ và chúng tôi tiếp tục cuộc trao đổi với anh Phan Đăng. Thưa anh Phan Đăng, chúng ta hãy trở lại nói về huấn luyện viên Miura. Anh nhận xét như thế nào về cái phong cách xây dựng đội bóng của huấn luyện viên Miura? Tôi cho rằng ông là một người kỷ luật thép. Kỷ luật thép. Cái này ông học được bóng đá Đức và nơi mà ông ấy tu nghiệp. Và cái kỷ luật thép đấy nó có cần trong đá Việt Nam không? Tôi cho rằng nó rất cần. Đã có những cầu thủ Việt Nam phải nói thẳng ra là bị Miura đuổi khỏi đội tuyển. Hôm nay là một cái chương trình chúng ta nói trước đông đảo công chúng và tôi cũng sợ ảnh hưởng đến những cầu thủ đã từng bị đuổi. Thế tôi không nêu tên, nhưng đã từng có chuyện mà Miura đuổi các cầu thủ khỏi đội tuyển vì vi phạm kỷ luật. Ví dụ với Miura, cầu thủ vào nhà ăn chẳng hạn thì anh đừng có mang di động đi theo, đừng có vào internet, đừng có vào Facebook, vào nhà ăn thôi. Rồi ăn uống như thế nào, tập thể lực như thế nào cực kỳ khoa học. Hay là trước đây ông từng có một ý định, ông đã nêu cả phòng đội tuyển quốc gia ấy, là phải gắp camera theo dõi các cầu thủ ở trong phòng ngủ. Đấy, thế nhưng mà cái ý định này thì tôi cũng chưa hỏi là bây giờ đã được áp dụng chưa thì tôi chưa biết. Nhưng ông ấy là một người kỷ luật như vậy, cực kỳ kỷ luật. Ấn tượng thứ hai, ấn tượng thứ ba của ông ấy, tôi cho rằng là ông ấy là một cái nhà điển hình cho kiểu đánh trận theo kế hoạch. Ở đời này có nhiều mẫu huấn luyện viên, có những mẫu huấn luyện viên là họ thay đổi trận pháp rất là nhanh theo từng tình huống. Thì Henrique Calisto là một cái kiểu huấn luyện viên như vậy, thay đổi trận pháp rất nhanh theo từng tình huống. Ở Việt Nam thì ông Lê Thị Hải cũng là một cái mẫu như vậy. Nhưng có một cái mẫu nữa là đá theo kế hoạch, kế hoạch như thế nào thì đá đúng như thế. Thì Miura và Ridder ấy là đúng cái mẫu này. Đấy, vụ trước cái buổi họp đấu pháp trước trận, trước các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ấy, Miura không nói nhiều về đấu pháp. Ông ấy quan điểm là tập thế nào thì vào cứ đá như thế. Sơ đồ 4-4-2 này, đánh biên này, chạy cánh này, cứ đá như vậy. Đấy, và ông ấy chỉ nói nhiều về tâm lý trước trận đấu thôi. Thì đấy là một cái huấn luyện viên, một cái mẫu huấn luyện viên là điển hình theo kiểu đá theo kế hoạch. Cái đá theo kế hoạch nó có hay là gì? Khi mà guồng máy đang chạy tốt, kế hoạch của anh đang đi đúng hướng thì mọi thứ nó rất là trơn tru, nhưng chỉ lệch một nhịp thôi thì lúc đấy cái khả năng xoay sở là có vấn đề. Tôi lấy ví dụ như cái trận chúng ta thua Malaysia 1-4 ấy, nói gì thì nói, chúng ta bị lệch kế hoạch. Và lúc đấy lệch kế hoạch thì chúng ta chỉnh kế hoạch ở trong cái trận đấu đó có lẽ là cũng chưa hợp lý lắm. Thế
Thế cho nên là trong một cái bối cảnh chúng ta nhìn thấy ông Mura là một người có cực kỳ nhiều điểm tích cực, và ông ấy đem đến một cái luồng gió mới trong đá Việt Nam. Ông ấy đem đến cho chúng ta một cái sức sống mới của cả đội tuyển quốc gia lẫn đội tuyển U23 quốc gia. Thì chúng ta cũng đồng thời phải nhìn ra được cả những cái điểm mà có thể chưa phải là điểm mạnh của ông ấy. Vâng, câu hỏi nữa chúng tôi muốn, tôi và anh cũng muốn trao đổi về các huấn luyện viên. Huấn luyện viên thì tạo nên một phong cách rất là khác nhau. Pep Guardiola với Messi, với Bayern Munich, rồi là đặc biệt là Mourinho, hay là chúng ta đang bàn đến huấn luyện viên Miura. Anh có cho rằng là những huấn luyện viên này đã tạo ra phong cách bằng chính cái lý thuyết xây dựng lối chơi của họ. Và trong những huấn luyện viên này thì anh theo anh thì đâu là những huấn luyện viên đi theo cái trường phái mà chia để là bóng đá vị thành tích hoặc là bóng đá vị nghệ thuật? Tôi rất là quan điểm là trong cái cuộc đời của một con người, cuộc đời đánh trận của một vị tướng ấy, thì mỗi một vị tướng cần có một triết lý. Bi kịch nhất là đi đánh trận không có triết lý. Thì mỗi một vị tướng cần phải xây dựng cho mình một triết lý. Thế còn cái gì tạo ra triết lý đấy thì nó nhiều lắm. Ví dụ như hình mẫu của một người thầy nào đó, ví dụ như quan điểm về đời sống, ví dụ như là quan điểm về bóng đá của họ. Thế thì mỗi người cần một triết lý. Và sự phong phú giữa các triết lý làm cho đời sống này, làm cho bóng đá này trở nên hấp dẫn. Mourinho là điển hình của triết lý phòng ngự. Pep Guardiola là điển hình của một triết lý tấn công. Van Gaal là điển hình của triết lý tấn công. Và khi những người tấn công gặp người phòng ngự thì tạo ra được rất nhiều những cuộc khẩu chiến và triết lý chiến, cả trên cabin lẫn trên sân cỏ. Thì điều đấy tạo ra chúng ta rất nhiều những cái thú vị. Thế thì cái vấn đề chúng ta đặt ra là, anh hỏi tôi là tôi thích cái triết lý nào, tôi thích ai. Thì tôi lấy ví dụ như ngày xưa có một thời tôi rất thích Mourinho, vì ông ý đá một thứ bóng đá mà cá nhân tôi trong tư cách là một nhà báo bóng đá thì tôi cũng có triết lý bóng đá của riêng mình. Anh Hùng cũng vậy, anh Hùng là một nhà bóng đá nhiều năm, anh Hùng cũng phải có một cái triết lý bóng đá của riêng anh. Mà cái triết lý của tôi là gì? Tôi rất thích bóng đá phòng ngự. Thế cho nên tôi thích ông Mourinho. Tôi muốn nói rằng là sân cỏ nó không chỉ là 4-4-2 với 5-3-2. Nó không chỉ là chuyện mà 11 cầu thủ bày ra sân rồi đá quả bóng qua lại với nhau. Nếu như thế thì bóng đá chán lắm. Bóng đá sở dĩ trở thành môn thể thao vua, và đã có một lúc mà bóng đá suýt nữa được cho thành một cái môn nghệ thuật. Bởi vì bên cạnh cái chuyện quả bóng ấy, nó có những câu chuyện ngoài quả bóng. Đấy là chuyện của những huấn luyện viên, chuyện về những biến động về triết lý, chuyện về cuộc đời của họ. Thì chính những cái điều đó nó tạo cho ra bóng đá một cái sự hấp dẫn đặc biệt. Và chúng ta xem bóng đá thì không chỉ nữa xem cái anh 4-4-2 hay 5-3-2 về mặt chiến thuật, mà chúng ta còn xem cả những cái đó nữa. Và đôi khi chính những cái đó nữa nó làm cho chúng ta mê bóng đá một cách bền bỉ hơn và sâu sắc hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Phan Đăng về những chia sẻ rất thú vị về các triết lý của các huấn luyện viên. Nhưng trước mắt chúng ta là hành trình của đội tuyển U23 tại Singapore sắp tới, với trận đấu đầu tiên đội tuyển U23 Việt Nam gặp đội tuyển Brunei. Chúng ta xin chúc cho các thành viên của đội tuyển U23 từ Tuấn Anh, Công Phượng và đặc biệt là huấn luyện viên trưởng Miura gặp nhiều may mắn để đi được đến cái đích cuối cùng. Và chúng tôi tất nhiên sẽ cùng với nhà báo Phan Đăng sẽ đồng hành cùng quý vị trong những góc nhìn mới lạ về bóng đá, về hành trình của bóng đá Việt Nam. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại.